now. How about eat it? Eat this one first. Which one's the biggest one? Oh god. Oh, this is the smallest one. Con này là bị gọi là con này là đầy đặn, còn con này gọi là bị chuỗi lông. Chụp hình với bạn bè online chứ không phải chụp
bắt con nhỏ lát về con kìa kìa con trụi trụi đó kìa. This is my first time eating orchard.